cái mà hôm trước mình sử dụng để mình thiết lập các cái phân quyền GVO. Các bạn vô tool, các bạn sẽ vô trong cái group policy, group policy bây giờ mình sẽ cài cho cả công ty đi, cả công ty là mình cài cái Winza, cả công ty là mình cài Winza. Như vậy chỗ này mình click chuột vô cái AMC 100 new là cả công ty. Mình sẽ new một cái GBO mới, create một cái new GBO mới. Và ở đây mình để là cài Winza. Cài Winza. Rồi mình có cái cài Winza rồi. Các bạn click chuột phải, chọn Edit. Đây mình có cái cửa sổ đây. Nghe đi. Software. Ở phía trên này là của máy tính, ở phía dưới này là của user. Như vậy mình chọn cái phần trên máy tính nè, ở trên là máy tính, dưới là user. Chúng ta sẽ test ở cái phần user, user config. Nó có phần software setting, software install, software. Đến đây được chưa? Rồi, click chuột phải, chọn new package. Lấy chuột phải chọn New Package. Như vậy mình sẽ tìm đến cái thư mục mà hồi nãy mình share đó. Xịt xịt DC1. Xịt cái thư mục shop mà mình share hồi nãy nè. Mình dùng đường dẫn là share nhé. Rồi Winza Open. Này, ở đây thì nó có ba cái lựa chọn. Nếu mình chọn cái public public này thì nếu mà mình chọn cái này thì phần mềm là mình đưa lên mà người ta nói là without modify, không sửa gì hết. Mình chọn assign là gợi ý lên thôi. Advanced config assign option cho phép thay đổi cái package này. Như vậy thì mình có thể là chọn advanced, chọn advanced để có thể thay đổi được cái thông tin của package. Winza URL mình có thể thay đổi thông tin ở đây. Winza có thể thay đổi ha, thì cái này là mình đang cài Winza thì để Winza luôn, nhưng mà nếu mình muốn thay đổi thì thay đổi. Còn cái lúc nãy là mình modify không được, còn cái này là được. Mình muốn thay đổi mình đổi lại, đây là phần mềm giải nén file rồi gì đó chẳng hạn, thì mình muốn thì mình thay đổi. Rồi cái deploy ở chỗ này thì nó quay trở lại hai cái hồi nãy. Nó quay trở lại hai cái hồi nãy. Như vậy mình sẽ test hai cái lựa chọn, một là public, hai là cái assign. Vậy có gì khác ở chỗ này? Rồi trong cái phần public thì chỗ này nó sẽ giới thiệu cho mình nè. Tự động cài đặt ứng dụng. Tự động cài đặt ứng dụng.
và cho phép gỡ ứng dụng. Rồi, chỗ cái assign thì install application adlock all, mình chọn vô đây. Như vậy thì nếu mà chọn và không chọn có gì khác? Nếu mình không chọn thì khi nào user muốn cài thì người ta vô cái phần control panel người ta cài, còn người ta không muốn cài thôi, được không? Còn nếu mà mình chọn ở đây thì cứ bây giờ sau khi mình assign xong thì bất kỳ user nào mà của AMC 100 người ta log on vào hệ thống đều được cài đặt hết. Thì cũng tùy ứng dụng, nếu một cái ứng dụng nào mà gần như bắt buộc tất cả mọi người đều phải có thì bạn chọn là install this application at log on. Còn nếu một số cái ứng dụng mà có người cần lúc này, có người từ từ, chưa cần thiết phải cài liền. Bởi vì nếu mà các bạn bấm vô đây á, nó cũng có cái lợi là tất cả mọi user đều được cài ứng dụng này. Nhưng mà giả sử user của các bạn đến khoảng cỡ 500 user trong công ty của bạn rất đông, thì khi mà buổi sáng 7 giờ rưỡi bạn mở máy server lên, tất cả user đăng nhập gần như cùng lúc, bởi vì mọi người vào làm là giống nhau. Thì khi mà mọi người đăng nhập như vậy đó thì tất cả user đều cài cái phần mềm này cùng lúc. Mà muốn cài được thì nó phải download phần mềm từ server về, nó tự động. Mà như vậy thì nó sẽ làm nghẽn mạch cục bộ. À, nó cũng có cái lợi mà có cái bất lợi. À, giả sử mình deploy cái này là mình deploy sau cái giờ đăng nhập, tức là khoảng 8-9 giờ mình đã đăng nhập, mình đã deploy. Vậy thì lúc này user có người là vào trễ, có người là tắt đi ăn trưa xong quay trở lại, vô lại. Có người thì ngày mai người ta mới log off ra, người ta mới log on vô lại. Có người thì cần ngay bây giờ thì bảo người ta thì log off ra đi, log on vô lại nó sẽ cài. Đó, như vậy thì tùy cái này bạn phải có cái cách để mà mình triển khai nó hợp lý. Chứ nếu mà mình triển khai mà trước buổi sớm ngày mai thì rất là nhiều người mở máy cùng một lúc thì nó làm nghẽn mạch cục bộ. Ha. Rồi ok. Chúng ta chọn là cho phép cài đặt lúc log on. Ok. Và cái cài đặt của mình nó đã được thiết lập. Winza chọn là assign. Rồi chỗ này thư mục của chúng ta là xịt xịt DC shop. Các bạn nhớ là phải thư mục share nhé. Hồi nãy mà bạn chọn vô ổ C, ổ D vẫn được, nhưng mà dưới mấy client nó không thấy. Bạn để là C 2 chấm xịt shop xịt winza.msi. Ở đây thì thấy, mà xuống mấy client nó đâu thấy ổ C đâu. Mấy client nó phải thấy cái sọt là cái này, là thư mục xe. Mặc dù cũng là tại đó đó, nhưng mà cái đường dẫn nó khác. Đường dẫn ở đây là mấy cục bộ, còn đường dẫn của mấy client thì nó là đường dẫn chia sẻ. Nó khác nhau. Rồi sau khi mình thiết lập xong cái policy thì các bạn sẽ cập nhật cái policy lại. Cập nhật cái policy lại. Group policy của chúng ta cập nhật lại. GB update sheet for. Bây giờ mấy client ở đây, chúng ta đang vào hệ thống KT1. Bây giờ các bạn gõ vô 123 enter. Fail DC. Tại sao fail? Hả? KT1 password 123
AMC 100. Sao lại sale? Admin setting VNet 3, đúng rồi. VNet 3 đúng mà. DC1 thì mình chỉ cần quay trở lại cái chỗ chỗ nắp shot nè, mình quay trở lại hả? À ok, để DC2 thì coi. À để tí coi thử. Network adapter. Rồi để thầy coi bên này cho nó deploy xong đi cái này. À, này 11:57 giờ bị sai ngày 14 tháng 9. 11:57 ok cùng giờ. Này AMC 100 đúng rồi mà sao nó không vô ta? CMD NS lướt cấp thấy mà. Ồ ồ, bên này chúng ta sẽ có user KT1 click chuột phải reset path 123 123 reset ok KT1. Sign out. Order KT1 password 123. The pair of phone with the domain
Chuyển đổi domain bị fail là sao? Kinh doanh đi. New. Kinh doanh 2. Password 1, 2, 3. Kinh doanh 2. AMC 100 sao không chịu vô? AMC 100.com. Rồi tắt máy bên này qua máy bên kia được không? KT1 123 Enter.
Windsor. Rồi mình coi trong control panel thử coi. Program. WinZip install Chrome network. Đây, WinZip. Cái install from network nè. Mình bấm vô cái install from network hồi nãy là nó có WinZip. Các bạn sẽ chọn vô trong control panel nhé. Các bạn vô phần chương trình nè. Program. Thì nó có cái phần install. Install from network. Đây nó có cái WinZip nè. Mình bấm vô install. Nó cài đặt. Được chưa? Nó cài đặt nè. Tức là nó đẩy xuống rồi đấy. Đẩy xuống rồi. Thì bây giờ thay vì là mình cài đặt trên máy server, mình đi xuống từng máy, thì khi mà mình đẩy xuống đây thì bản thân các cái người nhân viên của mình, người ta có thể làm gì? Tự cài đặt trên máy của người ta. Đó là mình đang dùng cái trạng thái hồi nãy là cái gì? Assign đó, chứ chưa phải là public. Rồi bây giờ mình qua bên server. Rồi từ từ qua bên server. Ở cái chỗ cái AMC này nè, mình mở lại cái phần là quản trị của group policy. Mình thử lại GBO lại. Hồi nãy là cả công ty ha. Cả công ty là cái cài WinZip này. Bây giờ mình sẽ vô một cái là của kế toán. Mình vô kế toán, mình tạo lại cái một GBO mới. GBO này là mình để là cài WinZip cho kế toán, cho KT. Ok. Cài WinZip cho KT. Chọn Edit Software New. Cũng chọn WinZip. Chọn Public ha. Bây giờ mình chỗ này mình chọn Advanced đi. Ok. Chỗ này mình đổi lại WinZip cho kế toán để cho nó khác. Hồi nãy là WinZip thôi. Bây giờ là WinZip cho kế toán. Rồi, chỗ này mình đang để là public. Còn cái lúc nãy á, mà cái của cả công ty á, của cả công ty, trạng thái của nó là sai. Còn trạng thái này của mình là mình cho là public. Hai cái trạng thái nó khác nhau. Rồi, để mình test thử nó có gì khác. Chưa có, tí nữa thầy chuyển cho. Còn không thì mình lên mạng mình search là WinZip MSI Packet Install. Mình sẽ cập nhật cái policy lại. Rồi, mình đang thực hiện cái này là cho kế toán thôi. Bây giờ mình lock off cái này ra. Chưa cài nhé.
nãy mình chưa cài. Lock off, sign out, kế toán. Vô lại KT1, enter. Password 123, enter. Nó vô có vẻ hơi lâu hơn hồi nãy. Hồi nãy như mình không có chọn là cài lúc khởi động hết ta. Cài lúc khởi động property deploy public tự động cài. Cho phép tự động cài. Ok. Control panel program Winza, đây nó đã cài lên đây nè, nó cài lên đây rồi nè, để coi có trong này không. Win ra đây, nó cài lên rồi nè các bạn. Đó, cái thằng Win ra. Bây giờ mình thử sang một cái user nhân sự. Hồi nãy là mình deploy cho kế toán đúng không? Bây giờ mình thử sang nhân sự coi. Nhân sự, log off ra. Log off chứ, quên log. Order user nhân sự 1 1 2 3 nhân sự 1 này nó cài lên máy rồi, có khi là nó trong 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 control panel nó cũng có đó. Nếu cần thì tí nữa mình phải run test lại cái trạng thái mà chưa có gì thì mình mới test để coi thì nó có không.
nhân sự 1. Nhân sự 1. Chúng ta thử bét trở lại. Bét trở lại cái máy mà chưa có gì. Chưa có gì. Ok. Trạng thái lúc này là cái máy mới hoàn toàn. Để chúng ta test. Máy này chúng ta xem nó là VNX máy. NAT VNX 4 chúng ta đổi lại VNX 3. Rồi các mạng ở đây chúng ta sẽ để nó là DHCP. Nó lấy địa chỉ rồi. Rồi chắc nó lấy được IP rồi đây. Đúng rồi, chấm 10. Bây giờ mình sẽ coi thì nó do domain chưa. This PC. Ủa, this PC chứ. Setting computer vẫn đang là workgroup mình join lại. AMC100.com admin. Network. Ok. Mình phải vô cái máy mới hoàn toàn để mình kiểm tra, tại vì lúc kia cái máy kia là nó đã đăng nhập vô bằng kế toán, thì kế toán là mình cho nó tự cài rồi. Máy này mới hoàn toàn. AMC cài đặt Windows. File nào?
Rồi sign in order, chọn nhân sự 1, batch 123. Trời. Rồi, Winza nó chưa được cài nha các bạn. Winza nó chưa được cài. Rồi ở bên này cũng không có luôn. Tại vì mình không có assign lên. Ừ, đó. Như vậy trong nhân sự không có. Nhân sự không có, thầy tắt cái nhân sự rồi. Cho nên là nhân sự không có. Bây giờ mình size out cái này ra, mình vô lại kế toán coi. Mình vô lại kế toán coi mình có không. Nhân sự là không có rồi đó. Say out. Vô kinh doanh 1.
Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Rồi, không có. Bây giờ mình vô kế toán thử. KT2 123 KT1 123 KT2 sao nó chưa set lại bát hay sao? Rồi vào trong control panel phải không nào? Đây, Winra cho kế toán ha. Winra cho kế toán. Thì kế toán mới có được cái này, còn bình thường thì không có, và nó cũng chưa cài, nó cũng chưa cài. À, mình public lên là mình đẩy lên đó thôi, nó chưa có cài. Còn cái bên kia, cái phần mà assign xong mình cho xuống dưới là gì, cài đặt khi log on là nó cài cho mình luôn đó. Thì cái vấn đề mình triển khai thì tùy theo cái nhu cầu mà mình sẽ thiết lập cho nó là cài lúc nào.